Xin giới thiệu mọi người là hiện nay du thuyền đầu rồng mô hình độc và lạ của trung thu năm nay nhé. Hiện nay cũng đang tương đối ổn định nhưng thời tiết bây giờ cũng không được tốt lắm cho nên là chiếc xe vẫn đang tạm thời nằm trong kho chưa ra ngoài được. Mới hai một số chi tiết nho nhỏ nữa chưa hoàn tất cho nên là cũng chưa ra. Hôm nào mà trời đẹp thì sẽ xuất xưởng đi ra ngoài để trình diễn là ra mắt thì mình sẽ ghi hình đầy đủ cho mọi người xem nhé. Còn bây giờ mình sẽ ghi hình xe đứng tại chỗ trong kho, trong nhà này, trong xưởng nhé. Nên chưa ra, đây là phần trang trí đã tương đối hoàn thiện, hoàn chỉnh rồi. Đây, hiện nay là phần đầu rồng nhưng không bật đèn nữa. Đây phần trang trí xung quanh, cửa sổ, buồng lái nhé. Đây là buồng lái này. Buồng lái. Bây giờ mình sẽ ra phía sau nhé. Lúc này ở trên xe du thuyền này thì đã có hệ thống bàn đã đặt ở trong này nhé. Còn hai bên là hai hàng ghế có đệm mọi người nhé. Đây là phía sau. Bây giờ mình sẽ trèo lên trên xe. À, phía sau này nè, mình chưa được giới thiệu, đây là hai chiếc máy nổ mọi người nhé. Đây là hai chiếc máy nổ rất nhỏ. Đây đã được đặt ở đây rồi. Một chiếc màu xanh, một chiếc màu đỏ. Bây giờ mình sẽ đi lên trên sàn xe. Đây lúc này ở trên này thì hai hàng ghế đệm và những chiếc bàn đã đặt ở đây. Và phía này là âm thanh âm ly thì sẽ đặt cùng cái chỗ buồng lái này mọi người nhé. Đây cần buồng lái. Xung quanh chỗ buồng lái này là được làm bằng ghế đệm, đệm sàn hết mọi người nhé, có thể ngồi thoải mái luôn. Đây buồng lái. Rất chi tiết rồi, tương đối hoàn thiện rồi. Như lần trước mình đã quay rồi thì hệ thống nội thất, hệ thống thiết bị quạt làm mát cho quý du khách và quý dự lễ trung thu sẽ lên xe này thì sẽ được hệ thống thiết bị quạt mát và có hệ thống phun sương nhé mọi người nhé. Phía trước này thì để hệ thống âm thanh rồi, loa rồi. Thế nhưng do thời tiết mưa cho nên là đang phải phủ bạt kín như này nhé mọi người nhé. Hiện còn đây phía gầm này, đây phía gầm của dưới mũi thuyền đây. Đây đã trang trí như này rồi nhé, thể hiện cái sóng biển này mọi người này. À, còn đây là tổng thể phía bên trong nhé mọi người nhé. Đây, sườn bên trái này, hiện nay là một số đèn không bật cho nên là nó không sáng hết lên. À, hôm nay đến đây để ghi hình du thuyền đầu rồng này, thế nhưng thời tiết không được tốt, hiện nay đang tạm che bạt và cũng chưa di chuyển nên là video của mình cũng sẽ ngắn đến đây thôi nhé. Hẹn mọi người là hoàn tất hoàn chỉnh thời tiết tốt cho xe ra khỏi xưởng để lăn bánh để ra ngoài thì lúc đó mình sẽ ghi hình đầy đủ gửi đến tất cả quý vị khán giả nhé. Hãy chờ mình những video tiếp theo. Bây giờ xin chào tạm biệt.